Chào bạn, mình là Du. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Du MV. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chủ đề là thằng Android UI. Đấy, UI design, UI designer, nó là thiết kế màn hình Android. Đó. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái màn hình nó kiểu là bật tắt sáng tối như kiểu như này này. Đấy. Đấy. Ví dụ đây là ban ngày này. Đấy, đây là buổi tối đấy, thì trời lại tối, ban ngày thì mặt trời nó sẽ mọc lên. Ok, đó rồi thì mình xin phép tắt máy ảo đi một chút cho nó đỡ láng, và mình sẽ tạo ra một cái project đi, new một cái project này. Đấy, next này, next, finish. Rồi, các bạn chờ một xíu nhé, để cho nó chạy, cho nó tạo ra cái project mới á. Thì trong lúc đấy thì các bạn mình nói qua một chút là ở đây lần này thì mình sẽ sử dụng là ba cái ảnh đấy, có mình sẽ sử dụng ba cái ảnh nhá. Search folder đấy, ba cái ảnh, một cái ảnh là cái ban ngày, một ảnh là ban đêm, và một cái là sun, có nghĩa là ảnh mặt trời đó. Thì cái link tải mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả đấy, hoặc các bạn có thể vào trong cái group mà mình để bên dưới để có thể tải về đấy. Ok chưa? Đấy. Thì bây giờ nhá, thì đầu tiên này, sau khi mà cái project rồi đây, cái project tạo đây, thì đầu tiên là các bạn vào trên Google Chrome như mình, các bạn tìm cho mình cái thư viện để hiện ra cái thằng thư viện để hiện ra cái thằng mặt trời, hiện ra một cái switch switch bật tắt ngày đêm ấy. Đấy, thì các bạn nên nên Google, các bạn gõ cho mình là Android đi. Đấy, daylight switch GitHub đó, thì các bạn vào ngay cái trang đầu tiên cho mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ đấy, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái demo đấy, thì là cái switch nó bật tắt bên trái bên phải, bật tắt sáng tối thôi. Thì ở đây nhá, nó sẽ hướng dẫn các bạn là cách install. Thì đầu tiên nhá, các bạn copy cái dòng này cho mình. Rồi thì hiện tại mình đang dùng cái phiên bản Android là 4.1 đấy, khỏi 4.1 nhỉ, phải, mình không rõ là phiên bản bao nhiêu đâu, nó là chỉ biết là phiên bản 4 chấm, rồi nhìn cái icon nó khác 3 chấm đấy. Thì các bạn kích vào đây, kích vào chỗ Garden Script này. Đấy, các bạn chọn cái thằng build build.garden của project nhá. Có chữ project nhá. Các bạn vào trong cái chỗ all project này. Chỗ repository này, chỗ có chữ Google à. Đấy, các bạn paste xuống dưới này. Đấy. Tiếp theo đấy thì các bạn copy tiếp cho mình cái dòng bên dưới. Đấy. Các bạn vào cái build.get của thằng model. Các bạn paste xuống dưới này. Đấy. Sau đó các bạn nhìn trên này nó có chữ nhấn là Submit Now, để các bạn nhấn để nó tải cái thư viện xuống và nó import vào project của các bạn. Đó, yên tâm, cái này thì hoàn toàn miễn phí nhá, không vấn đề gì nhá. Rồi sau đấy sang bên main activity thì mình bắt đầu thiết kế, thì các bạn có thể nhấn vào đây để bắt đầu ngồi code. Thường thì các bạn có một số bạn thì quen kéo thả cơ, nhưng quen kéo thả nhưng ở đây mình sẽ sử dụng là code tay. Đấy, thì mình sẽ chuyển cái con trên layout kia chuyển thành relative layout. Đấy. Ok, thì đầu tiên mình sẽ cần có mình import thư viện xong rồi thì mình cần cho nó hiện lên trên này đúng không? Đấy, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái linear layout, một cái relative layout có width là mapparent hay là warp warp hay mình cho nó khoảng tầm 60 dp thôi, 60 dp. Rồi, đóng thẻ. Rồi, sau đó các bạn lên trên Google nhá. Đấy, ở đây nó có hướng dẫn này là copy thằng này. Đấy, copy thằng này. Nó hướng dẫn là đây là hãy thêm vào trong file XML của bạn này. Thì mình sẽ copy rồi mình paste dưới này. Đấy, paste dưới này đấy. Như các bạn đã thấy, đây chính là cái thằng bật tắt sáng tối. Ok chưa? Rồi. Rồi xong nhé, thì ở đây mình sẽ cho nó một cái thuộc tính nữa là thuộc tính Central in parent bằng true để cho nó căn ra giữa. Rồi ok, thì bước tiếp theo nhé, bước tiếp theo là các bạn
mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng view, đó, một cái thằng view quit cho mình mappern, hay mình để mappern đấy. Background mình sẽ để cho nó là một màu đen đi đấy, và bây giờ mình vào mình chỉnh cái độ alpha cho nó, cho mờ mờ dưới này thôi. Cái này lên để ở dưới này, ở dưới cái thằng reticle vào sẽ hợp lý hơn đó. Thì đây là cái màn đêm này đấy, đây chính là cái màn ban đêm này, ok chưa? Đấy, vào đây mình sẽ gắn cho nó một cái ID đấy, mình gắn cho nó cái ID đấy, ID BG view đi, BG view, ok rồi. Ở đây thằng này mình cũng, ở đây nó cũng có một cái ID rồi nhá. Rồi sau đấy các bạn sang bên main activity cho mình. Đầu tiên các bạn khai báo cho mình tạo ra một cái thằng daylight switch đây, đó chính nó. Mình sẽ đặt tên nó là daylight, switch. SW WE chấm vậy này. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành mình ánh xạ cho nó để nó hiểu là cái thằng daylight switch này chính là cái thằng cái nút ở trên này mình thiết kế thông qua cái câu lệnh là daylight switch bằng fill view by id nhá, fill view by id đó, r chấm id chấm daylight switch chấm vậy này. Rồi xong, sau đấy xong nhá thì mình sẽ thì có một cái thằng, nó là thằng, có một cái thằng nó gọi là cái thằng duration, set duration có nghĩa là cái thời gian mà nó sẽ chuyển, cái thời gian nó sẽ chuyển từ ngày qua đêm, từ đêm qua ngày ấy, nó sẽ trễ trong khoảng bao nhiêu giây đấy, bao nhiêu mini giây đấy. Thì mình ở đây mình sẽ set cho nó khoảng tầm 400, khoảng tầm 500 mini giây đi, 500 mini giây đấy. Rồi sau đấy xong nhá, sang đến lượt thằng background, view này. Thì cái background view đây thì mình cũng khai báo, mình sẽ khai báo đây một cái view đấy, một cái view mình đặt tên cho nó này. Sau đấy mình cũng tiến hành mình ánh xạ nó, r.id chấm background view chấm vậy này đấy. Rồi tiếp đến nhá, tiếp đến nữa thì là mình sẽ mình sẽ gán sự kiện cho thằng này mỗi khi mỗi lần nó bấm chuyển ngày với đêm đó, thì các bạn gọi nó ra, các bạn gọi hàm set listener, đây chính xác, đây chính là nó. Xong các bạn gọi lưu, nhấn căn trong cách cho mình thì nó sẽ gợi ý cho các bạn là daylight speed listener, và các bạn nhấn enter đấy. Thì cái ở đây nó sẽ cung cấp cho các bạn là một cái thằng, một cái biến boolean đấy, một biến boolean khi mà các bạn nhấn ấy, thì nếu như mà nó là buổi tối thì cái biến này sẽ bằng true đấy, còn nếu như mà, ban ngày thì biến này sẽ bằng fail, cái biến is line này. Thì mình sẽ kiểm tra, nếu nếu như mà buổi tối thì cái background view, cái view BG view kia của mình chấm set alpha, mình cho nó một cái là set alpha, mình sẽ set cho nó nếu như buổi tối mình sẽ set là bằng một đấy, bằng một f này, còn nếu không l mình sẽ phép mình copy nhá, copy dòng vào nhá, copy mình sẽ cho nó bằng không đó. Rồi các bạn đợi mình xíu nhé, mình sẽ khởi động lại máy ảo và bấm run để xem kết quả nó sẽ được ra như thế nào. Ok chưa? Hơi lâu nhỉ. Rồi ok, đợi nó một xíu là nó đang loading đinh đó, đây vào. Loading lên đi cho em. Đấy, đúng rồi đấy. Thi thoảng nó không nhận, mình không rõ là sao. Hôm nay là ngày 27 rồi, 27 tháng 1 năm 2021 này, cũng sắp Tết rồi nhỉ. Không biết các bạn đã chuẩn bị về quê chưa? Tầm này các bạn sinh viên chắc đang dục dịch về quê rồi. Đấy.
Còn một số bạn thì tranh thủ thời gian này kiếm thêm công việc làm thêm Tết để có cái Tết nó ấm ấm. Nhưng mình khuyên thật là các bạn nên về quê. Đấy, khuyên thật nên về quê. Bởi vì mai kia các bạn đi thời gian các bạn mà đi làm ấy thì là gần như là cái thời gian này thì là đi làm thì tầm khoảng tầm 28 29 nghỉ thì các bạn sẽ có ít thời gian hơn để về thăm bố thăm mẹ hơn đấy. Chứ hồi xưa mình mình cũng là sinh hồi xưa mình sinh viên mình cũng ham hố chứ, ham hố làm vậy Tết đi tranh thủ kiếm tí những cái quả cùng cái số tiền mình kiếm được tính ra cũng không được bao nhiêu cả. Đấy, mình tiêu hết rồi. Đấy. Rồi ok, nan man tí thôi. Đây là bạn vào nha câu chuyện. Rồi, bây giờ buổi đêm này. Rồi, như các bạn đã thấy đấy, như bạn đã thấy không? Có phải là cái thằng này nó khi mà bật tắt thì cái view buổi tối kia của mình nó bị mất đi đúng không? Nhưng mà có một cái đang bị gọi là đang không khớp cho lắm. Đó khi mở app lên đấy thì cái thằng này nó là ban ngày đúng không, rõ ràng nó đang hiện ban ngày nhưng cái view vẫn đen, thì em mình chỉ cần set cho nó thêm một cái background, mình gọi cái background view đây, mình set alpha cho nó về bằng không ép thôi đó là xong đấy. Thì là khi mà chạy lên ấy thì nó sẽ được như này đấy, xem như này, bật tắt này, sáng tối này, sáng này tối này, sáng này tối này. Rồi ok, bây giờ đến bước tiếp theo, bây giờ mình sẽ nâng cấp hơn một chút, nâng cấp hơn một chút có nghĩa là cái thằng với bật tắt sáng tối rồi ấy, thì bây giờ mình muốn là cái ảnh có một cái ảnh ảnh nữa đúng không, thì các bạn có thể download cái file mình để ở dưới phần mô tả, các bạn copy ba cái ảnh này cho mình và các bạn paste vào trong thư mục drawable. Đó. Chọn thư mục drawable nhé, không phải drawable C-24 đâu. Đó. Nhấn ok. Rồi xong. Sau khi đấy xong luôn. Rồi thì bây giờ mình đã có một cái gọi là một cái bật tắt sáng tối kia rồi, thì tiếp theo nữa thì mình sẽ khai báo đây. Một cái image view. Image view cũng được mà view cũng được. Thôi mình sẽ khai báo một cái tiếp layout đi. À không, một cái image view hợp lý hơn. Mình để cho nó là mapping hay mình sẽ để là web content. Đấy. Bây giờ mình sẽ set cho nó một cái background là bằng thằng day landscape. Đấy, như các bạn thấy đây là thằng ban ngày. Đấy. Xong mình copy một thằng tương tự. Mình paste xuống và thằng này sẽ là thằng light. Là thằng ban đêm. Rồi như các bạn thấy thì nó đang ở bên trên này nó không hợp lý lắm đúng không? Thì mình sẽ đẩy xuống bên dưới. Thông qua các câu lệnh thông qua một cái thuộc tính đó là button layout again button bằng true đó thì ngay tức sẽ đẩy xuống bên dưới cho các bạn. Rồi ok thì bây giờ nhá, thằng này buổi tối nhá, bây giờ bên tủ buổi tối nhá, thì bây giờ mình sẽ gắn ID cho này, để cho nó một cái ID img like. Rồi sao mày lại nhá, thì mình sẽ khai báo đây một cái image view, image view đấy chấm phải là image view. Rồi mình sẽ tiến hành mình ánh xạ cho nó này bằng fill view by id rồi chấm id chấm đấy chấm phải. Rồi sau đấy xong rồi thì ngay ở đây mình sẽ set cho nó này. Mình sẽ set cho nó chấm này, mình sẽ gọi là animation chấm set duration set alpha, gọi là set alpha, mình gọi là set alpha đúng rồi, cái thằng này mình gọi là set alpha bằng không ép để có nghĩa buổi tối cái ngay từ ban đầu lên thì nó sẽ ẩn đi cho các bạn, nhưng các bạn chạy khi các bạn chạy lên nó sẽ được như này này. Window thế đấy nó sẽ được như này đấy, cái thằng buổi tối mất rồi thì cái thằng ban ngày hiện lên này đấy. Và xong đây nhá, mỗi lần buổi tối luôn thì mình sẽ gọi cái image night của mình ra, mình chấm anime chấm tiếp alpha
cho nó bằng 1. Có nghĩa là cái thằng alpha lúc đầu là bằng 0 à, alpha là độ mờ, có nghĩa 0 bằng 0 là không nhìn gì, bằng 1 thì sẽ bằng nhìn rõ, nó sẽ chênh là từ 0 đến 1. Đấy. Thì ở đây khi buổi tối thì cái alpha nó sẽ bằng 1 và mình sẽ set duration, có nghĩa là cái thời gian mà nó di thời gian mà nó hiện lên ấy, là từ 0 đến 1 ấy, mình sẽ cho nó là 1 giây nhá. Đấy. Chấm vậy. Tương tự như thế thì ban ngày mình phải set cho nó về 0. Đúng không? Đấy. Rồi bây giờ run xem được cái gì này. Rồi, đây nha, run rồi nha, bây giờ mình bấm này. Đấy. Như bạn đang thấy ấy, thì cái thằng này nó đã chuyển chuyển từ ban ngày chuyển sang về buổi tối rồi đúng không? Đấy, ok chưa? Nhìn ngon nhẻ các thứ chưa? Đấy. Rồi, đấy. Chắc là các bạn cũng hiểu qua qua cái cách làm của mình rồi ấy. Nhìn với này thì các bạn có thể áp dụng với cái thằng sun. Đấy, thằng mặt trời. Nhưng bây giờ thằng mặt trời thì nó phải di chuyển lên, mọc xuống rồi chứ không phải như thế được đúng không? Ở đây mình nếu thế là mình sẽ khai báo một cái image view. Đấy. Có độ width mình cho nó là tầm 100 dp đi. Hay mình cũng cho nó là 100 dp. Một cái thằng SRC mình cho nó là thằng sun. Và nó cũng mình sẽ cho nó xuống dưới, mình sẽ cho ở giữa hai cái thằng này. Đấy, ở giữa hai cái thằng này. À không không không, không nên cho ở giữa, ở dưới hai cái thằng này hợp lý hơn. Đấy. Thì bây giờ cái thằng mình sẽ cho nó xuống dưới này, bằng chu và về bên phải. Right. Là layout origin parent right cũng bằng chu. Rồi mình sẽ set cho nó một cái margin right là tầm 80 dp. Và một cái margin bottom là tầm 250 dp. Xem mà hợp lý chưa? Ui, không. Mặt trời không à 250 đây. Đấy, mặt trời sẽ như thế này. Đấy. Và bây giờ công việc của mình là sẽ làm nào mà từ lúc mà khi mặt trời khi mà bật ban ngày thì mặt trời sẽ đi lên, còn khi mà ban đêm xuống thì mặt trời sẽ đi xuống đúng không? Thế mình sẽ gán cho nó một cái đi là sun. Đấy, sun. Sau đấy sau thì mình sẽ copy sang bên này. Mình khai báo một cái image view. Đấy, có tên là sun. Rồi sau đấy cũng tương tự mình sẽ tiến hành mình ánh xạ cho nó sun chấm à, chất bà sun bằng fill view by id đấy, fill view by id r chấm id chấm sun đấy chấm vậy này. Rồi xong, sau đấy xong thì mình làm thế nào thì bây giờ nhé, mô tả một chút cho các bạn biết này. Thì là cái thằng Android ấy, nó sẽ có tọa độ, cái màn hình Android sẽ có tọa độ là OXY, với O nó sẽ nằm ở trên đoạn này. Đấy, đây là sẽ đây đi theo đi sang bên này nó sẽ là chiều X, còn đi xuống dưới nó sẽ là chiều Y. Đấy, khi mặt trời đang ở đây đúng không, ban ngày mặt trời đang ở đây đấy, thì là Y nó sẽ bằng không, Y sẽ bằng không so với cái tọa độ, so với cái tọa độ của nó ấy. Ở đây nói thế này các bạn dễ hiểu, thì đây O đây, cái O đây, đây là Y này, đây là X này. Đấy, còn khi ban đêm nó lặn xuống không? Thì lặn xuống thì Y sẽ đi xuống, đúng chưa? Đấy, thì ban ngày mặt trời mình sẽ cắt cho nó khoảng tầm 260 đi, 260 đi. Đấy. Đấy, cho nó rõ. Ok chưa? Thì ban đầu mình sẽ không làm gì cả. Và đến mỗi khi buổi tối đến thì mình sẽ gọi cái thằng sun kia của mình. Đấy. Chấm này. Anime. Chấm tiếp này, nó sẽ di chuyển với cái tọa độ y đúng không? Mình sẽ gọi ra cái thằng là thằng translation y đấy, thay đổi tọa độ cái y. Bây giờ các bạn muốn thay đổi tọa y xuống bao nhiêu, à lên tọa độ y cho mặt trời xuống bao nhiêu, thì ở đây mình sẽ giả sử nhé, mình sẽ cho nó khoảng 300. 300 chấm set duration cũng bằng 1 giây đi. Đấy, cũng là 1 giây đi. Và cái thằng này mình sẽ copy. Khi mà hết rồi ấy, thì mình sẽ cho nó về không đúng không, đấy là mặt trời sẽ mọc lên đó. Mình sẽ bấm run này để xem kết quả sẽ được nào nhá.
Rồi đây hiện tại mặt trời mình đang đây, bây giờ mình bấm này. Đấy, như bạn thấy cái thằng mặt trời đó di chuyển chưa? Đấy. Đấy, hay chưa? Đấy, quá xịn sò luôn, như đùa đâu. Đấy, thì bây giờ mình sẽ, nhưng mà bây giờ cái app của mình nó chưa full màn hình đúng không? Mình sẽ muốn cho nó full màn hình cơ. Đấy. Thì mình sẽ vào trong value này. Vào trong cái theme này. Vào đây mình sẽ chọn cho nó ở cái chỗ dòng theme.application này. Đấy. Thì mình sẽ chọn cho thằng này là low action 3. Và cái item sẽ là item mình gọi ra một cái item là window full center. Mình để cho nó là true. Đấy. Sau đấy mình copy. Copy đây. Đấy, mình paste vào đây đấy. Rồi xong thì bây giờ khi bấm run thì mình sẽ được cái gì? Đấy thì mình sẽ được một cái màn hình như thế này. Đó. Đó. Rồi, các bạn thấy hay không? Thấy xịn sò không? Đấy. Rồi, bây giờ lại nâng cấp hơn một chút nữa là bây giờ ban đêm phải có mặt trăng đúng không? Đấy. Thì đây mình sẽ đi kiếm một cái icon mặt trăng ở đấy. Icon Free, đây Free icon mình sẽ vào cái trang Factory icon mặt trăng là mặt trăng, mình sẽ kiếm một cái icon mặt trăng ở đấy. Nhìn có cái con đẹp đây, có cái thằng này mình thấy đẹp đẹp xíu rồi. Đấy. Mình sẽ download nó xuống nhá. 128 pixel. Ừ thì 128 pixel thì không vấn đề gì. Đấy. Với cách làm này thì các bạn có thể hoàn toàn có thể làm ra nhiều cái hiệu ứng hay ho hơn rất nhiều luôn. Đấy. Mình paste vào đây. Paste vào trong drawable. Rồi, sau đó mình sẽ copy cái thằng icon mặt trời này đấy, mình đã paste xuống đây đấy, paste xuống đây ở đâu, icon mặt trời trên kia chứ nhỉ, đây icon mặt trời đây, mình copy nó đấy, và đây là mình sẽ thay đổi icon mặt trăng này, xóa cái margin này đi đấy, xóa hai thằng này đi đấy. Mình sẽ cho nó một cái thằng margin led là tầm 70 dp, thôi mặt trăng bé thôi, mặt trăng to thế to ngang mặt trời, mặt trăng khoảng 60 thôi, như bạn thấy mặt trăng chắc chắn là sẽ bé hơn mặt trời rồi. Tiếp đến nữa là một cái margin top cho tầm 120 dp đấy. Đấy, mặt trăng sẽ ở vị trí này và cái src mình để thành mặt. Rồi, đấy. Sau khi mình xong mình copy sang bên main activity, mình khai báo tiếp một cái img sun. Sorry các bạn nhé, mình đã copy nhầm vào cái thằng project cũ của mình. Đúng ra mình copy vào cái project mới này cơ. Đây, đây đây mới chính là cái project mới này. Đấy, mình paste đây. Xin phép các bạn, mình hơi lười nên mình sẽ xin phép mình copy thằng này một xíu. Phải tắt đi. Đó. Đây mới chính project mình đang code cho các bạn rồi. Bê xuống đây. Đấy, đây là cái icon mặt trăng. Đó. Măng. Đấy, mặt trăng. Hôm nay 27 à? Đúng rồi đấy, hôm nay là rằm đấy. Trăng hôm nay chắc cũng tròn lắm. Thường trăng tròn này thì không biết hôm nay các bạn có dự tính gì không, nhưng hôm nay chắc hôm nay ngày thường thì nhà nghỉ cũng không nên giá lắm đâu, cũng chả phải book phòng trước đấy, chứ thường những ngày như kiểu cái dịp Tết dương lịch, Tết dương lịch hay là cái gì 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 đấy, đại khái bất kể cái dịp nào trong ngày mà có gọi là ngày lễ đó là chắc chắn là các bạn phải book phòng trước, chứ không nếu như không book phòng trước thì đêm sẽ không 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 thể có phòng để mà nghỉ ngơi được. Đó. Ok em là rồi, bây giờ quay lại chủ đề chính một chút này. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ gọi là, như bạn đã thấy nhá, ban ngày đúng không?
thì cái mặt trăng nó phải ở tít trên này, chứ nó không thể ở dưới này được. Đó. Nên là ở đây mình sẽ gọi man này, chấm này, xét. Chance to x đấy, mình xét cho nó thành âm âm bao nhiêu, âm 500 này đấy, âm 500 này cho chắc. Rồi sau đấy xong nhá, mỗi khi đêm xuống chấm animation chấm set chance y thành không đấy, thì lúc này mặt trăng nó sẽ lại quay lại. Rồi tiếp đến sau mình copy thằng này, mình paste xuống đây, và mỗi khi sáng dậy thì mặt trăng lại biến mất đó, như thế. Rồi mình sẽ bấm run này xem được cái gì này. Tăng tăng tăng, rồi đây là ban ngày nhá, buổi tối thì sao? Ui trời, rồi các bạn thấy ảo chưa đấy. Thì đấy là cái thằng mặt trăng nhé. Bây giờ lại nâng cấp hơn một chút xíu nữa, là giờ mặt trăng nó đi xuống thì đơn điệu quá, đi đơn xuống thì đơn điệu quá. Bây giờ mình muốn nó kiểu đi theo vòng cung cơ. Đấy, thì làm thế nào, đúng không? Muốn đi theo vòng cung cơ đấy, thì ở đây mình sẽ gọi này. Mình sẽ chấm này, set chấm này, chance to x về không đó. Và đây mỗi lần này thì sẽ man chấm set chance store x cũng bằng âm 500 đó, và thằng này đây thì mình cũng sẽ chance store x về vị trí âm 500 rồi. Đó, thì bây giờ mình tận hưởng thành quả này, xem được cái gì này. Rồi bấm này, đó, như bạn thấy không? Đấy, nó lao xuống như một cái thiên thạch ấy. Đấy, kiểu kiểu thế. Ok, đó. Thì cái để về ứng dụng của màn hình này nhá, thì các bạn hoàn toàn có thể các bạn làm ra một cái màn hình login đấy, một cái màn hình login đấy, xong rồi kích vào đây. Đấy, bạn là người thuộc bên nào đấy, thì bạn thích buổi nào, buổi đêm hay buổi tối chẳng hạn đấy, ở đây sẽ là có cái ô đăng nhập chẳng hạn đấy, hay là một cái phần gì đấy gọi là trả lời câu hỏi kiểu đấy đó, có bật tắt sáng tối, bật tắt sáng tối đó. Và các bạn có thể thay cái icon này thành nhiều cái thằng icon khác, và không nhất thiết là sử dụng một cái thằng Squid này, bởi vì có rất nhiều loại thư viện Squid khác miễn phí dành cho các bạn ở trên GitHub đó. Video của mình quên giới thiệu một qua một chút đó. Thì để lấy được cái bộ icon này thì các bạn lấy cái bộ icon này thì các bạn có thể vào trong group, join vào trong group của mình sẽ để icon đấy. Còn code thì mình xin phép mình không thể chia sẻ được. Ok chưa? Đấy, các bạn có thể nhìn thấy các bạn code theo, bởi vì cái mình muốn các bạn hiểu ấy, khi các bạn code theo ấy, thì các bạn có thể hiểu được cái cách hoạt động của cái thằng Daylight Squid này nó như thế nào, và cách hiệu ứng mà nó hoạt hiệu ứng mình set cho nó, xét cho các cái y xét cho các cái ảnh ở trên màn hình sẽ như nào. Thì bao giờ cũng thế mà, cái gì mà bản thân mình tự ngẫm ra ấy, cái gì bản thân tự ngẫm ra ấy, chắc chắn nó sẽ ghi nhớ lâu hơn là những cái gì người khác cho mình đấy. Rồi đấy, ok, có link ảnh thì mình sẽ để bên dưới nhá. Video của mình xin được dừng lại ở đây. À quên, các bạn nhớ đăng ký giúp mình để giúp mình có thể đạt được. Hiện tại thì mình đang kênh của mình đang thiếu sub một chút xíu đấy, thiếu sub một chút xíu, mới có 1.000 sub thôi. Đại khái là so các kênh lập trình khác thì nó chưa là gì, nó hơi ít, nên là mong các bạn có thể nán lại một chút và đăng ký kênh cho mình. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ lên cho các bạn bè của bạn. Ok, video của mình xin được dừng lại đây. Chúc các bạn lập trình vui vẻ.